Xin chào, chúng tôi là những chàng trai Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ đi nhà hàng chay của ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung. Nhà Phi Nhung. Phi Nhung. Ở đây là rất nổi tiếng, không biết tại sao. Ở đây rất nổi tiếng. Vì quán này là rất nổi tiếng và chúng mình nghe nói là hôm nay là ngày làm. Ngày làm mỗi tháng ngày 15 người Việt Nam rất thích ăn chay nên chúng mình hôm nay sẽ ăn thử ăn chay. Cái đó là lý do hôm nay rất nhiều người ở đó. Người thật sự nhiều hơn. Rất okay. Nhiều. Nên ăn thử nhé. Ăn thử nhé. Let's get it. Bút tạ chay. Đúng rồi, và không gian của nhà hàng này rất cổ xưa và có tốt ta đẹp thật sự ở kia. Đúng rồi, ở kia rất đẹp, màu hôm và màu trắng truyền thống của Việt Nam. Wow. Ăn món ăn gì? Chúng mình ăn cơm chiên và hủ tiếu và cái này một cái hoàn thành phô mai và một cái hủ tiếu xào đen khô, hủ tiếu xào đen khô và cơm chiên nấm chả bông. Và uống gì? Cà phê đen không đường và nước chanh. Cảm ơn. Dạ, món ăn đến rồi. Và ở đây cái này cũng đẹp. Và tất cả là ăn chay, món ăn chay. Đúng rồi. Cái này là hủ tiêu xào đen. Hủ tiêu xào đen khô. Cái này là cơm chiên. Và cái này là hoàn toàn phô mai. Wow. Okay, let's get it. 이거부터 먹자. Okay. Can I first? lần đấy là lần đầu tiên ăn món ăn chay. Wow. Cái này là ketchup. Ketchup. Cái này là tương cá. Tương cá. À, ketchup. Hôm nay có phô mai. Thích này, không cay lắm. Mà xinh nè. Cái này cảm thấy rất dịu. Cái này rất dịu. Nhưng cái này rất mềm mại. Cái này là rất đồng nhiên. Vì cái này chỉ phô mai và hành thanh. Rất tự nhiên. Nhưng ngon. Ok. Để ăn thử cơm chiên. Chú à, mở bố chứ. Hai khách lên lòng. Ok, cảm thân rồi.
Mọc to, ngon. Wow. Mặc dù không có thịt nhưng mà ngon. Mừng. Wow. Cô ơi, cái này rất ngon. Dạ. Cái này. Dạ. Wow. Cơm chiên nấm chả bông. Wow, cơm chiên nấm chả bông. Wow. Vì mình nghĩ về cơm ở Hàn Quốc, cá rang nên mọi người bột cơm bắp, 집에서 먹는. Wow. Vì cái này cũng cơm chiên. Cơm nhau nhưng mà ở Hàn Quốc cơm chiên là có thịt. Wow. Mặc dù ở đây không có thịt, rất ngon. Tiên. Wow. Thứ hủ tiếu. Sầu. Hen. Wow, cơm chiên, chả. Wow. Cái này nhìn thấy cá rang mềm, giống như thật hả? Cá rang mềm. Ăn cá rang lòng. Các bạn ơi, ở Hàn Quốc có một món ăn tên là japchae, giống như japchae. Oh. Nhưng rất ngon và chắc là cái này. Cái này là gì? Bông thẻ. Bông thẻ. Bông thẻ. Dạ. Bông thẻ. Bông thẻ. Dạ. Ồ. Bông thẻ. Chắc là nhìn thấy cho sức khỏe nó tốt. Đúng rồi. À,맛있다. Cái này cũng ngon. Và cảm thấy rất tốt cho sức khỏe. Lần đầu tiên ăn món nàn chay. Chúng ta phải bốn món ăn một tay nữa. Chuẩn bị không? Không. Con và mì xào. Hợp quá. Wow. Ở Hàn Quốc không có nhiều nhà hàng chay. Phần thường không nhiều lắm. Là người Việt rất thích món ăn chay. Vì ở Việt Nam là rất nhiều nhà hàng chay. Nếu clip này trở thành nổi tiếng, nên ca sĩ Phi Nhung sẽ nhắn tin cho chúng mình hả? Không biết tại sao hỏi cho em. Đúng rồi. Nhiều khách hàng. Wow, lại đến. Wow, lại đến. Chánh tử. Hôn những ai nữa. Em rất tò mò về người Việt thích món ăn chay, hoặc là hôm nay là ngày đặc biệt. Và chắc chắn là người già có nhiều tiền. Chúng mình ăn hết rồi. Wow. Cái này. Cái này. Và cái này. À, em hôm nay cảm thấy như thế nào? Lần đầu tiên món ăn chay. Nhìn rất đúng không? Vì ở Hàn Quốc không có nhiều nhà hàng chay nè. Khó cơ hội. Đúng rồi. Nếu các bạn thích món ăn chay, đến đây nhé. Vì ở đây rất ngon. Chính xác. Mọi người ơi, nếu các bạn biết món ăn ngon hơn, nên hãy viết comment nhé. Cảm ơn các bạn.
chúng tôi là những chàng trai Hàn Quốc. Tạm biệt.